Xin chào mọi người, mình là Nam Hà, đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Domico. Thì trong quá trình làm việc với khách hàng của Hà, các vấn đề liên quan về thuế cũng như kế toán, thì khách hàng của Hà thường hay thắc mắc về các loại hợp đồng kinh tế là như thế nào, có những quy định nào liên quan tới hợp đồng kinh tế hay là không. Thì hôm nay Hà đã hẹn được chị luật sư Quỳnh Yên đến từ công ty luật Nhân Hà. Hôm nay thì mọi người hãy nghe luật sư để hiểu rõ hơn về các loại hình, về các loại hợp đồng kinh tế là như thế nào nha. Thì chào chị, cho Domico hỏi là hợp đồng kinh tế là gì và có những quy định pháp luật nào quy định về các loại hợp đồng kinh tế hay là không? Chào Hà. Thực ra thì theo cái thói quen của mọi người nên là chúng ta hay dùng cái từ là hợp đồng kinh tế, nhưng mà thực ra so với cái thời điểm hiện tại thì cái khái niệm về hợp đồng kinh tế nó hơi gọi là lạc hậu so với lúc trước. Yeah. Bởi vì là cái pháp lệnh hợp đồng kinh tế nó có từ năm 1989 và đã hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Và hiện nay thì hợp đồng được quy định chủ yếu ở hai văn bản pháp luật, đó là luật thương mại năm 2005 và bộ luật dân sự năm 2015. Yeah. Vậy là từ năm 2006 tới bây giờ thì hợp đồng kinh tế người ta còn gọi là cái gì chị ha? Như mình đã đề cập thì không còn cái khái niệm là hợp đồng kinh tế nữa, mà theo luật thương mại năm 2005 và bộ luật dân sự năm 2015 thì sẽ phân ra thành những cái loại hợp đồng như sau. Cụ thể là theo luật thương mại năm 2005 thì có các cái loại hợp đồng như là hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ. Và tùy vào mỗi cái đối tượng giao kết hợp đồng cụ thể mà chúng ta phân ra thành những cái hợp đồng chi tiết hơn. Ví dụ như là hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, hợp đồng đại diện cho thương nhân, hợp đồng dịch vụ hội chợ triển lãm, hợp đồng ủy thác, hợp đồng đại lý, hợp đồng dịch vụ quá cảnh, hợp đồng cho thuê hàng hóa, hoặc là hợp đồng nhượng quyền thương mại, vân vân. Nói chung là nó sẽ phân cụ thể ra từ hai cái loại là loại hợp đồng mua bán hàng hóa và loại hợp đồng cung cấp dịch vụ. Và theo bộ luật dân sự năm 2015 thì nó có những cái loại hợp đồng tương tự như là hợp đồng mua bán tài sản nè, hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng cho mượn tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng thi công xây dựng. Yeah. Nói chung là có rất là nhiều loại hợp đồng tùy theo cái mục đích giao kết và cái đối tượng của hợp đồng mà chúng ta sẽ phân thành những cái hợp đồng cụ thể như vậy. Chứ nó không còn cái tên gọi chung là cái hợp đồng kinh tế như lúc trước nữa. Dạ. Vậy là từ năm 2006 tới thì bây giờ thì có hai loại hợp đồng thôi, đó là hợp đồng là mua bán và hợp đồng cung cấp dịch vụ vậy ha. Cũng có thể hiểu theo như vậy, tức là hai cái loại hợp đồng đó là hai cái nền gốc cơ bản. Yeah. Và tùy vào mỗi cái đối tượng mà chúng ta phân thành hai những cái loại hợp đồng nhỏ riêng cho nó phù hợp. Dạ. Yeah. Thì chị cho em hỏi là khi mà ký hợp đồng kinh tế thì chúng ta cần những lưu ý những điểm nào, và những điểm nào thì khiến cho cái hợp đồng này bị mất hiệu lực? Cái câu hỏi này tuy là nó ngắn thôi nhưng nó là cả một cái vấn đề dài và là trọng tâm của cái vấn đề ngày hôm nay. Yeah. Thì đầu tiên là chúng ta cần bàn về những cái điểm lưu ý khi mà soạn thảo và ký kết cái hợp đồng kinh tế. Thứ nhất đó là về tên gọi của hợp đồng. Thì tên gọi của hợp đồng thì nhìn chung nó không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Yeah. Tức là dù chúng ta có đặt tên nó không đúng cho lắm hay là nó chưa có cụ thể lắm thì nó cũng không có làm cái hợp đồng mất đi hiệu lực của nó. Yeah. Tuy nhiên là khi mà chúng ta ghi cái tên loại hợp đồng cụ thể, chi tiết và chính xác thì nó thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của các bên trong cái việc soạn thảo hợp đồng. Yeah. Và nó cũng làm cho các bên dễ dàng thực hiện hơn, và nó cũng như là mang cái tính chất là nền tảng dẫn dắt xuyên suốt toàn bộ cái nội dung của cái hợp đồng sau này. Yeah. Đó là về tên của hợp đồng. Yeah. Cái thứ hai là về hình thức của hợp đồng. Yeah. Thì hình thức của hợp đồng thì theo quy định của pháp luật thì nó có rất là nhiều dạng. Có thể là hợp đồng giao kết bằng miệng. Yeah. Ví dụ như là khi chúng ta ra ngoài chợ chúng ta mua một con cá đi,
thì giữa bên người mua và bên người bán cá cũng đang giao kết một loại hợp đồng. Yeah. Đó là hợp đồng mua bán nhưng mà thể hiện qua hình thức bằng miệng thôi. Yeah. Chứ không phải là giữa hai bên không có cái hợp đồng gì. Yeah. Đó, thì chúng ta nói như vậy cho nó dễ hiểu. À, hoặc là có những cái loại hợp đồng là bắt buộc là phải giao kết bằng văn bản thì nó mới có giá trị pháp lý. Yeah. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì có những cái loại hợp đồng mà pháp luật quy định là hình thức bắt buộc phải là công chứng. Ví dụ như là hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Yeah. À, thì chúng ta phải công chứng, chứ còn nếu mà ký giấy tay thì nó không có giá trị pháp lý. Yeah, đúng rồi. À, vấn đề còn lưu ý thứ ba đó là căn cứ pháp lý của hợp đồng. Yeah. À, ví dụ như khi chúng ta ký kết một cái loại hợp đồng nào thì cái phần ở trên chúng ta thường có những cái căn cứ pháp lý, như là căn cứ vào luật thương mại năm 2005, hay là căn cứ vào bộ luật dân sự 2015, căn cứ vào thỏa thuận của các bên. Yeah. Hoặc là căn cứ vào cái công văn gì trao đổi giữa các bên, hay là một cái cơ quan chỉ đạo nào đó. Yeah. Thì đó là những cái căn cứ pháp lý. À, thì cái phần căn cứ pháp lý thì cũng phải là chuẩn và chính xác. Yeah. Và chúng ta phải lựa chọn những cái căn cứ pháp lý mà nó còn hiệu lực pháp luật và yeah, nó đúng. Chứ nếu như mà chúng ta lựa chọn căn cứ pháp lý sai thì nó dẫn đến cái việc áp dụng các cái quy định pháp luật trong hợp đồng nó cũng sai, và khi giải quyết tranh chấp thì cũng rất là rắc rối. Yeah. Đó là ba vấn đề. Cái vấn đề thứ tư á, chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là về những cái quy định cơ bản trong hợp đồng, như là về thời gian thực hiện hợp đồng, về cái thời điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ của các bên. Yeah. Về đối tượng của hợp đồng, như là đối tượng của hợp đồng là loại dịch vụ. Nếu mà dịch vụ thì chúng ta cần phải quy định rõ là loại dịch vụ gì và các cái yêu cầu của cái sản phẩm dịch vụ cung cấp đó ra sao. Yeah. Và cái đối tượng nào đáp ứng để mà thực hiện được cái dịch vụ đó. Yeah. Còn ví dụ như hàng hóa thì chúng ta phải ghi rõ là số lượng, về chủng loại, về đặc tính của cái loại hàng hóa đó rõ ràng trong hợp đồng. Đó. Và cái thời điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa các bên, ví dụ như là chúng ta quy định đó là khi mà mang hàng hóa đến cái địa điểm là kho của bên B thì bên A phải có trách nhiệm là giao đến kho của bên B, và có người của bên B nhận, thì đến thời điểm đó thì mọi cái trách nhiệm về hàng hóa nó chuyển giao cho bên B rồi. Còn nếu mà chúng ta không có quy định rõ, không có xác định được cái thời điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ của các bên thì khi mà hàng hóa hư hỏng hay mất mát thì sẽ làm cho các bên không có cái định hướng để giải quyết khi mà các cái quy định trong hợp đồng không có quy định rõ về cái vấn đề đó. Và cái thứ tư chúng ta cũng cần lưu ý đó là các cái quy định về cái loại đồng tiền thanh toán. Thì theo quy định của pháp luật Việt Nam thì khi mà giao kết các cái loại giao dịch mà trong nước thì chúng ta chỉ được sử dụng đồng tiền Việt Nam. Yeah. Không được quy định là tiền ngoại tệ. Yeah. Và cũng không có được là quy định cái loại để giao dịch là vàng. Ví dụ như hồi trước á, là ông bà mình có cái dạng khi mà mua bán nhà cửa. Yeah. Thì thường để trong hợp đồng á, là 30 cây vàng hay là 50 cây vàng, thì đối với hiện tại thì chúng ta không được quy định trong hợp đồng như vậy nữa. Mà phải ghi cái số tiền cụ thể. Yeah. Hoặc là ví dụ như là hai người Việt Nam là cho thuê nhà với nhau. Yeah. Thì ví dụ như là mặc dù là chúng ta muốn thanh toán là theo cái giá đô la chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà chúng ta không được ghi là 1.000, 2.000, 3.000 đô trong hợp đồng. Yeah. Mà chúng ta phải quy cái tiền đô đó ra tiền Việt là bao nhiêu. Yeah. Rồi chúng ta ghi trong hợp đồng. Chứ còn nếu như mà chúng ta ghi vậy thì nó sẽ dẫn đến là nó vô hiệu cái điều khoản thanh toán trong cái hợp đồng đó. Có nghĩa là cái hợp đồng đó, nếu mà cái khúc mà thanh khoa tán thì mình thấy không vô hiệu hóa, nhưng mà còn những hợp đồng vẫn có giá trị không chị? Bởi vì cái điều khoản thanh toán là một cái điều khoản then chốt trong mỗi cái hợp đồng. Nên là khi mà cái điều khoản thanh toán đó nó bị vô hiệu thì có thể dẫn đến toàn bộ cái hợp đồng đó nó bị vô hiệu theo. Tại vì là khi mà giả sử trong cái trường hợp mà cho thuê nhà đi. Yeah. Mà chúng ta thỏa thuận là bằng giá là đồng đô la. Yeah. Xong là cái điều khoản thanh toán đó đã bị mất hiệu lực. Vậy thì lấy căn cứ đâu để xác định về cái giá thuê giữa hai bên thì cũng rất là khó thực hiện giữa hai bên. Nên là nó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cái hiệu lực của cái hợp đồng đó. Yeah.
Vậy cho em hỏi cái đó, bây giả sử mà bây giờ ví dụ như là người ta nói là năm đầu tiên cho thuê là 1.000 đô với tương đương thời điểm hiện tại là bao nhiêu đó, rồi sau năm thứ hai sẽ đổi thành là 1.500 đô, thì mình có liệt kê ra luôn số tiền là năm thứ hai là 1.500 đô thành bao nhiêu tiền đúng không chị? Có, thì trong như là mình đã đề cập ở trên á, thì khi mà tất cả tiền ngoại tệ thì chúng ta phải quy đổi ra cái giá trị của đồng Việt Nam. Thì có thể là nó không có được sát sao như đồng đô. Ví dụ như đồng đồng ngoại tệ ở thời điểm hiện tại, ví dụ như 1.000 đô là 23 triệu Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà khoảng 5 năm sau thì nó lên 25 triệu. Nó cũng là một cái vấn đề. Nhưng mà pháp luật đã quy định như vậy thì chúng ta phải tuân thủ. Tại vì là trong quá trình làm việc mình cũng đã từng gặp một cái vụ việc về tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng rất là lớn ở Bình Dương. Thì cũng liên quan đến cái việc là ghi cái giá trị thanh toán là bằng đồng ngoại tệ trong đó, nên dẫn đến là cái tranh chấp rất là lớn trong cái vụ này. Nên đó là chúng ta, đó là một cái điểm nhỏ thôi nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý trong cái quá trình mà soạn thảo cũng như ký kết hợp đồng. Rồi cái vấn đề tiếp theo chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là về cái người đại diện theo pháp luật của công ty. Tức là cái đối tượng mà có cái thẩm quyền mà ký kết cái hợp đồng đó. Thì có nhiều người cứ mặc nhiên hiểu rằng á, là giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nhưng mà thật ra thì như Hà cũng biết, Hà làm bên về thủ tục về doanh nghiệp, về kế toán, về thuế của công ty, nên là rất là rõ về vấn đề này. Thì tùy vào mỗi cái loại hình doanh nghiệp và tùy vào cái điều lệ của công ty mà có thể trong một số trường hợp thì giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty là là chuyện bình thường, chứ không phải trong mọi trường hợp thì giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nên là nếu mà những cái hợp đồng ví dụ như là chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng mà giám đốc là người ký cái hợp đồng đó thì hợp đồng đó nó cũng sẽ bị vô hiệu về sau. Tại vì là nó không có do cái người có thẩm quyền ký kết cái loại hợp đồng đó. Nên đó là để mà tóm lại là khi mà chúng ta soạn thảo hay là ký kết những cái hợp đồng như vậy thì có rất là nhiều vấn đề chúng ta cần phải lưu ý trong những cái dạng trong những cái loại hợp đồng này. Nhưng mà như mình liệt kê ở trên thì những cái điểm đó thì là những cái điểm mà chúng ta cần lưu tâm nhất khi mà chúng ta soạn thảo và ký kết những cái hợp đồng đó. Vậy cho đôi khi cô hỏi thêm vấn đề nữa nè, giả sử mà em là cái giám đốc công ty mà em ủy quyền cho một cái bạn là nó ký hợp đồng với bên một đối tác khác thì cái điều đó có được hợp lý hay không? Cái này cũng là một cái vấn đề cũng rất là hay. Tức là không phải trong mọi trường hợp thì người đại diện pháp luật của công ty mới có quyền ký kết những cái loại hợp đồng đó. Mà trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho một cá nhân khác được thực hiện những cái quyền đó trong cái phạm vi đại diện đó thì cái người đó thực hiện vẫn hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Giả sử ví dụ như giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc ký hoặc là cho trưởng phòng ký hợp đồng đó, miễn là cái phạm vi ủy quyền mình được thực hiện tất cả những cái công việc đó thì mình, nó vẫn đảm bảo cái hiệu lực bình thường. Vậy cho đôi câu hỏi là cái những cái vấn đề nào mà khiến hợp đồng kinh tế hoặc là hợp đồng mua bán hay hợp đồng cung cấp dịch vụ bị vô hiệu hóa chị ha? Từ những cái phân tích ở trên thì cũng có một số cái vấn đề đặc biệt lưu ý là trong một số trường hợp nếu mà không đáp ứng được những cái điều kiện này thì hợp đồng nó sẽ bị vô hiệu. Hợp đồng vô hiệu thì nó không có hiệu lực ngay từ đầu và không phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Nên là điều đó nó làm ảnh hưởng rất là lớn cho các bên trong cái quá trình mà giao kết và thực hiện hợp đồng. Cụ thể là theo điều Bộ luật dân sự năm 2015 thì để hợp đồng có hiệu lực thì cần đáp ứng những cái điều kiện sau. Thứ nhất là các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Và các bên phải hoàn toàn tự nguyện khi tham gia giao dịch. Mục đích và nội dung của giao dịch thì không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Thì đó là những cái vấn đề cơ bản mà khi chúng ta giao kết hợp đồng thì chúng ta phải đáp ứng tối thiểu là những cái điều kiện đó. Thì hợp đồng nó mới phát sinh hiệu lực.
Và cái dạng mà hợp đồng vô hiệu thì nó có hai dạng, đó là hợp đồng vô hiệu tuyệt đối và hợp đồng vô hiệu tương đối. À, trong đó thì hợp đồng vô hiệu tuyệt đối thì nó sẽ thuộc một trong những cái trường hợp sau. Tức là thứ nhất là vô hiệu do giả tạo, thứ hai là các cái nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, thứ ba là có mục đích trái với đạo đức của xã hội, thứ tư là các cái hình thức của hợp đồng không đáp ứng quy định của pháp luật. Như lúc nãy mình có trao đổi với Hà thì có một số loại hợp đồng yêu cầu là phải công chứng nó mới có giá trị pháp lý, ví dụ như là hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Nếu như trường hợp mà hai bên ký kết bằng giấy tay với nhau, hoặc là thường thấy bây giờ người ta hay lập vi bằng á, thì những cái trường hợp này nó không có pháp lý. Đúng rồi, không có cái giá trị pháp lý. Nên đó là đối với những trường hợp này thì sẽ hợp đồng sẽ bị vô hiệu tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Còn một số cái trường hợp á, thì hợp đồng vô hiệu tương đối, như là hợp đồng được xác lập bởi các chủ thể không có năng lực hành vi dân sự, hoặc là không có năng lực hành vi tương ứng với yêu cầu pháp luật của cái giao dịch đó. Thứ hai đó là vô hiệu do bị đe dọa, lừa dối hay là nhầm lẫn. Tức là cái, những cái bên mà ký giao dịch với nhau là bị đe dọa là phải ký vào cái giao dịch đó. Hoặc là bị nhầm lẫn hoặc là bị lừa dối gì đó mà mình ký vào cái giao dịch đó, chứ không phải là do chúng ta hoàn toàn tự nguyện để mà ký vào cái giao dịch đó. Và vô hiệu do người xác lập trong tình trạng không nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. Ví dụ như là trong cái trường hợp như là người bà ký hợp đồng tặng cho nhà đất cho cháu đi, nhưng mà trong cái lúc ký thì tại thời điểm đó là bà đã bị lẫn rồi, người già, tức là không có minh mẫn nữa. Đúng rồi, không minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, rồi lúc biết người cháu này nhưng lúc không biết đó phải là cháu mình không á, thì trong những cái trường hợp này á, thì cái hợp đồng nó vẫn không có cái giá trị pháp lý. Thì đó là những cái điểm mà khiến cho hợp đồng bị mất hiệu lực pháp luật. Và cái hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu như là chúng ta đã đề cập lúc nãy, tức là nó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Và các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Và bên có lỗi thì phải bồi thường thiệt hại. Thì đó là những cái quy định liên quan về những cái lưu ý khi soạn thảo ký kết hợp đồng, cũng như là những cái vấn đề làm cho hợp đồng bị vô hiệu. Vậy sau khi kết thúc hợp đồng á, thì chúng ta có cần phải làm một cái biên bản thanh lý hợp đồng hay là biên bản nghiệm thu công trình hay là gì không, luật sư? Thật ra thì luật không có quy định nào bắt buộc là khi mà kết thúc hợp đồng thì chúng ta phải làm cái biên bản thanh lý hợp đồng hay là cái biên bản nghiệm thu. Nhưng mà với cái kinh nghiệm làm việc của mình và trên thực tiễn mình thấy á, thì dù bất kỳ hợp đồng nào, dù lớn hay nhỏ, khi mà chúng ta kết thúc cái hợp đồng thì chúng ta là nên làm một cái biên bản thanh lý hợp đồng hoặc là cái biên bản nghiệm thu. Để làm chi? Tức là cái mục đích ấy, là để chúng ta xác định được cái phần nghĩa vụ mà chúng ta đã hoàn thành và phần nào chúng ta chưa hoàn thành, những cái việc còn tồn động và các cái quyền và nghĩa vụ của các bên như thế nào sau khi kết thúc hợp đồng này. Để ví dụ như là hợp đồng thi công xây dựng đi, bên A thi công xây dựng một cái tòa nhà cho bên B, thì tòa nhà này nó có 3 block A, B, C, thì bên A chỉ mới hoàn thành cái phần A và phần B thôi, và phần C chưa có hoàn thành. Thì mặc dù thời hạn của hợp đồng đã kết thúc hoặc là những cái vấn đề pháp lý khác làm cho hợp đồng bị chấm dứt, tuy nhiên thì chúng ta phải có một cái biên bản thanh lý hoặc là cái biên bản nghiệm thu để xác định được cái phần nào mà bên A đã hoàn thành và phần nào chưa hoàn thành, để xác định được cái giá trị thanh toán cũng như là cái nghĩa vụ của các bên tiếp theo như thế nào. Vậy cho đôi khi câu hỏi là một cái hợp đồng thường là tối thiểu bao nhiêu, cái hợp đồng mà có thể 5 triệu, 10 triệu chúng ta có cần phải ký hợp đồng hay là không? Đây là một cái vấn đề thì cũng có thể là chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Có những cái trường hợp mà các bên nghĩ giao kết một cái hợp đồng nhỏ nhỏ chừng 3 triệu, 5 triệu thì thôi, soạn hợp đồng nó mất công quá, nó cũng không có bao nhiêu hết.
thì các bên thường không có giao kết hợp đồng, yeah. mà thường chỉ nói miệng với nhau, à anh thực hiện công việc này giúp tôi, rồi là như thế nào, chi phí như thế nào. Nhưng mà nếu mà xét về mặt pháp luật á, thì dù cái hợp đồng lớn hay nhỏ hay như thế nào á, thì nếu có điều kiện chúng ta cũng nên soạn thảo một cái hợp đồng để mà chúng ta xác định được rõ các cái quyền nghĩa vụ cũng như các cái quy định liên quan, để khi phát sinh những cái tranh chấp thì chúng ta đối chiếu vào trong hợp đồng để các bên có thể ngồi lại thương lượng giải quyết với nhau nó dễ hơn. Cảm ơn luật sư Quỳnh Yên đã có một buổi chia sẻ về cái những cái việc mà liên quan tới hợp đồng kinh tế rất là hay. Và nếu mà bạn nào mà muốn tư vấn rõ hơn về các vấn đề mà hợp đồng kinh tế hay là soạn thảo về một cái hợp đồng á, thì có thể liên hệ qua luật sư Quỳnh Yên qua số điện thoại 0915270527. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.